Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thành phố Vinh ngập lụt nặng. Sáng nay mực nước tại Đình Tây, chợ Vinh, nước đã lên thêm khoảng 30cm so với ngày hôm qua. Nhiều tiểu thương buộc phải mang hàng hóa về nhà, các tuyến đường bao quanh chợ cũng bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay mực nước tại Đình Tây, chợ Vinh, nơi ngập úng nặng nhất trên địa bàn thành phố Vinh thời điểm này đã lên thêm khoảng 30cm. Các kiosk tại phía sau Đình Tây chìm trong biển nước, tiểu thương chưa thể trở lại kinh doanh buôn bán. Bà Nguyễn Thị Ninh, tiểu thương chợ Vinh cho biết, tưởng rằng hôm qua ít mưa thì đêm qua nước sẽ rút để chúng tôi có thể mở cửa trở lại. Nhưng không ngờ nước dậy dâng lên cao hơn, lên đến gần 1 mét. Mặc dù đã kê cao hàng hóa, nhưng trước tình hình này chúng tôi phải huy động người mang hàng về thôi, để lại không yên tâm. Được biết, trong ngày hôm qua, thành phố Vinh đã huy động 3 máy bơm có công suất 600 mét khối trên giờ để tiêu úng cho khu vực Đình Tây, chợ Vinh. Nhưng theo quan sát của phóng viên, chỉ có 2 máy hoạt động, một máy bị hỏng từ hôm qua đến nay chưa khắc phục được. Do đó, lượng nước bơm ra vẫn còn rất thấp so với lượng nước dồn vào khu vực này. Qua trao đổi, lãnh đạo thành phố Vinh cho biết nguyên nhân khiến Đình Tây, chợ Vinh tiếp tục ngập nặng là do nước ở ngoài sông Vinh đang lên cao vì nước trên thượng nguồn đổ về liên tục, trong khi phía sau Đình Tây lại là vùng trũng nên nước từ các điểm lân cận cũng đổ về đó. Hiện thành phố Vinh đã nắm được tình hình và sẽ tăng cường thêm máy bơm để tiêu úng. Đây là phương án khả dĩ nhất trong thời điểm này. Về lâu dài, thành phố hiện đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nâng cấp Đình Tây, chợ Vinh, tiến tới hoàn thiện chợ Vinh trong thời gian sớm nhất. Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đình Tây, chợ Vinh sáng nay, toàn bộ khu vực phía Tây chợ Vinh vẫn chìm trong biển nước, mực nước cao hơn ngày hôm qua khoảng 30cm, nước ngập sâu, lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo chỉ đường cho người dân, phương tiện bị chết máy khi đi qua khu vực Đình Tây, chợ Vinh. Toàn bộ tiểu thương phía sau Đình Tây phải nghỉ kinh doanh những ngày qua do mưa lớn cộng thêm ngập lụt nặng. Các tuyến đường trên địa bàn phường Hồng Sơn bao quanh chợ Vinh cũng ngập nặng. Lo ngại nước dâng lên, nhiều tiểu thương phải huy động người vận chuyển hàng hóa đi bảo quản. Máy bơm tiêu thoát nước cho chợ Vinh từ hôm qua đến nay, nhưng mực nước ngập vẫn không ngừng tăng lên. Lãnh đạo thành phố Vinh chỉ đạo lực lượng sửa chữa máy bơm tiêu úng tại Đình Tây, chợ Vinh và sẵn sàng tăng cường máy nếu nước tiếp tục dâng cao. Yên Thành, nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, gần 3.000 hộ dân đang bị cô lập. Hiện có khá nhiều công trình thủy lợi hư hỏng tại các xã phía nam của huyện Yên Thành như Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành. Nhiều làng mạc đang bị cô lập. Hình ảnh phóng viên ghi nhận ở nhiều xã của huyện Yên Thành, hồ chứa Bàn Vàng và Tiến Thành, huyện Yên Thành đã bị vỡ. Đập Minh Xuân, xóm Minh Phú, xã Đông Thành bị sạt lở thân đập. Một số bờ kênh ở xã Đông Thành cũng đã bị sạt lở. Quốc lộ 7B đoạn qua thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đang ngập sâu. Người dân xóm Văn Tràng, xã Long Thành phải tự chế bè để tiện cho việc đi lại vì hầu hết các hộ dân ở xóm Văn Tràng ngập sâu trong nước lũ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Thành, toàn xã có 6 xóm bị cô lập, trên 700 hộ dân bị ngập, hầu hết bà con đều chủ động kê đồ đạc, di rời vật nuôi đến nơi an toàn. Bà con vùng rốn lũ Long Thành dùng bè tự chế vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập úng. Bà con xóm Văn Tràng, xã Long Thành cũng đang gấp rút kê lúa tránh ngập úng. Ông Lê Văn Hồng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, địa bàn huyện Yên Thành hiện có 15 công trình thủy lợi bị hư hỏng, chủ yếu là sạt lở hồ chứa và hư hỏng hệ thống kênh mương, đường giao thông. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng khắc phục tạm thời các điểm ngập úng. Ngoài ra, các xã phía Nam như xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành, nước đang ngập, có gần 3.000 hộ dân bị ngập úng, 31 xóm bị cô lập. Huyện chỉ đạo các xã rà soát tiếp tục sơ tán người dân đến nơi an toàn, tiếp ứng nhu yếu phẩm cho bà con. Các hệ thống đường giao thông ngập đều được cử lực lượng cảnh giới. Người dân ở huyện Yên Thành phải dùng bè chuối để lưu thông ở vùng nước ngập. Thành Trường vẫn ngập chìm trong nước. Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thành Trường. Trong đó, nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng qua, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 từ 3 ngày trước, trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lượng mưa trung bình 150-180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thủy đã làm ngập lụt nhiều nơi. Sáng qua, trong khi vùng thượng huyện như Hạnh Lâm, Thanh Mỹ nước hạ thì vùng hạ huyện như Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Xuân, nước lũ lại dâng cao, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền. Theo ông Nguyễn Khánh Thành, bí thư đảng ủy xã Thanh Xuân cho biết, lũ đợt này đã khiến 63 hộ dân bị ngập nước, 150 hộ dân buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Toàn bộ khu vực của xã Thanh Xuân ngập sâu trong nước. Do địa phương chủ động công tác tuyên truyền vận động nên công tác phòng tránh thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Thanh Xuân đến thời điểm sáng qua đều an toàn về người, chỉ có thiệt hại một số vật nuôi của người dân. Nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Thanh Xuân bị ngập sâu trong nước. Trong sáng qua, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến một số hộ dân ở xã Thanh Xuân, Thanh Lâm để nắm bắt tình hình mưa lũ và hỗ trợ người dân đến nơi ở an toàn. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chỉ có hai ông bà già, nên đoàn hỗ trợ gia đình vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao giáo, tránh bị ngập nước. Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên và hướng dẫn bà con trong vùng ngập nước chủ động mọi phương án di rời khi cần thiết. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Chương, tính đến sáng qua trên địa bàn huyện đã có 38 xóm bị nước lũ cô lập. Phong Thịnh 2 xóm, Thanh Nho 2 xóm, Hạnh Lâm 4 xóm, Thanh Mỹ 3 xóm, Thanh An 4 xóm, Thanh Chi 2 xóm, Thanh Long 1 xóm, Thanh Hà 5 xóm, Thanh Tùng 5 xóm, Thanh Xuân 2 xóm, Thanh Lâm 3 xóm với tổng 1.319 nhà bị ngập, có 26 nhà bị sạt lở phải di rời. Tại khu vực thị trấn Dùng, nhiều nhà dân vẫn ngập ngang mái. Đây là những hộ dân nằm ven sông thuộc khối 4A của thị trấn. Sáng qua, lực lượng chức năng của thị trấn Dùng giúp các hộ dân ngập sâu di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cho biết hiện nay do nước lũ đang ngập sâu, do vậy các địa phương chưa có số liệu thống kê chính xác về thiệt hại tài sản của người dân. Các công trình thủy lợi, cầu cống nhưng sau đợt mưa lũ này chắc chắn thiệt hại là rất lớn. Đáng lo ngại là với tình hình các hồ chứa nước thủy điện đang xả lũ thì tình trạng ngập nước ở Thanh Chương sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và hướng dẫn người dân phòng tránh rủi ro. Hỗ trợ khẩn cấp những hộ dân bị ngập sâu ở Hoàng Mai. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hoàng Mai đã tổ chức các đoàn hỗ trợ đến các hộ dân đang bị ngập sâu trong nước lũ. Sau hơn một ngày dầm mình trong nước lũ đến thời điểm hiện tại, rất nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vẫn bị cô lập. Nhằm kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, chiều qua, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hoàng Mai đã tổ chức các đoàn hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân vùng lũ. Hiện nay, khó khăn nhất đối với người dân vùng lũ lụt là vẫn bị chia cắt, nguồn nước sạch và thực phẩm bị thiếu thốn. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Trang cho biết, toàn xã hiện có 7 trên 11 xóm bị ngập, trong đó có 185 hộ bị ngập nặng đã được di dời. Ngoài ra, có 100 hộ bị ảnh hưởng, bị nước vào nhà. Hiện tại, xã cũng đang theo dõi sát tình hình mưa lũ để kịp thời đối phó với những tình huống bất thường xảy ra. Cập nhật đến 16 giờ chiều nay, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã ngớt mưa, tuy nhiên mực nước tại các khu vực bị ngập sâu vẫn rút rất chậm. Người dân đang lo lắng rằng nếu trong đêm nay và sáng mai trời tiếp tục mưa, kết hợp thủy triều dâng thì nước sẽ có nguy cơ tăng lên. Ông Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai cho biết, để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, Ban Thường vụ Thị ủy đã giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ cho người dân đang bị cô lập. Tuyệt đối không để người dân bị thiếu ăn trong mưa lũ. Theo cập nhật mới nhất, tình hình lũ lụt trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, đến 16 giờ chiều nay đã có 3.385 hộ bị nước vào nhà, trong đó phường Mai Hùng 1.900 hộ, Quỳnh Thiện 260 hộ, xã Quỳnh Trang 185 hộ, Quỳnh Xuân 115 hộ, Quỳnh Liên 97 hộ, Quỳnh Vinh 558 hộ, Quỳnh Lộc 120 hộ, Quỳnh Phương 150 hộ, có 144 hộ phải sơ tán, trong đó phường Mai Hùng 30 hộ, Quỳnh Thiện 15 hộ, Quỳnh Trang 60 hộ, Quỳnh Vinh 39 hộ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành công điện số 7 CDUBND về việc chủ động ứng phó với bão số 4 và hoàn lưu sau bão. Hiện tại, hồ Vực Mấu chỉ còn xả một cửa nên nước lũ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai rút rất nhanh, hiện không còn tình trạng ngập sâu như hôm qua.
Do hoàn lưu bão số 4 nên từ 3 ngày qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ chứa các nước và các vùng thượng lưu, hạ du, trong thời gian này xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã tiến hành xả 3 cửa tràn. Cùng với đó thì chiều dâng đã gây lũ lụt cho 8 trên 10 phường xã của địa bàn. Qua theo dõi tình hình thời tiết, hôm qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai không có mưa lớn. Bên cạnh đó, nước từ thượng nguồn hồ Vực Mấu đổ về chậm. Vì thế, trong đêm qua và rạng sáng nay, xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã giảm dần các cửa xả từ 2 cửa trong ngày hôm qua xuống còn 1 cửa. Nhờ vậy mà nước lũ trên địa bàn đã rút nhanh. Được biết, hồ Vực Mấu xây dựng năm 1978 thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai có diện tích lưu vực 215 km2, dung tích trữ 75 triệu mét khối, dung tích phòng 125 triệu mét khối, cao trình 22,2 m. Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600 ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã phường của thị xã Hoàng Mai. Sau khi nước rút, chính quyền và nhân dân các phường xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã bắt tay và dọn dẹp cơ sở vật chất và vệ sinh sau lũ. Cơn lũ kéo dài trong 2 ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Hoàng Mai bị thiệt hại nặng nề, nhất là tại các phường Quỳnh Phương, Mai Hùng, Quỳnh Xuân và các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang. Hiện tại, sau khi hồ Vực Mấu đóng bớt các cửa xả, chỉ duy trì một cửa xả nên nước trên địa bàn đã cơ bản rút hết. Chỉ còn một số điểm thấp trũng còn bị úng nước. Theo thống kê, bước đầu trận lũ này đã khiến hơn 40 mét đê tràn trịch và hơn 5 mét kênh chính Vực Mấu đoạn khối 15 phường Mai Hùng bị sạt lở và bị vỡ. 359 mét tường bao tại các phường Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Phương và xã Quỳnh Vinh bị đổ. Có một điểm sạt lở trên quốc lộ 48D, một cầu dân sinh tại xã Quỳnh Vinh bị sập và 119 mét đường tại phường Quỳnh Phương bị sạt lở. 5 nhà dân bị sạt lở và sập, ngoài ra còn có 19,4 hectare lúa bị ngập, hơn 479 hectare rau các loại bị hư hỏng, 461,5 hectare ao nuôi, thủy sản bị ngập, tràn và hơn 3.000 con gà, vịt bị chết. Ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Thiện, nơi có 300 hộ dân bị ngập, trong đó có hơn 100 hộ phải di dời cho biết, hiện tại trên địa bàn phường có một số khu vực thấp vẫn còn bị ngập. Ở những khu vực đã rút nước, chính quyền địa phương huy động tất cả các lực lượng trực tiếp hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả. Phường cũng giao lực lượng y tế tổ chức khử khuẩn nguồn nước để cho người dân tạm thời sử dụng, lau dọn nhà cửa sau lũ. Ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai cho biết sau khi nước rút, thị xã đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thuê máy múc, huy động lực lượng nhân dân vớt bèo, khơi thông dòng chảy, thu dọn, chặt tỉa cây gãy đổ. Những địa phương bị sạt lở đường kè thì trước mắt phải gia cố tạm thời. Tại trường tiểu học Quỳnh Phương B có 2 phòng học bị tốc mái thì phải nhanh chóng sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Bên cạnh đó là triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ sau mưa lụt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!